Xin chào tất cả các bác, chào tất cả mọi người. Chào mừng các bác và mọi người quay trở lại kênh YouTube Trang Trang TV và tôi là Hoàng Dũng. Bây giờ thì đang là 7 giờ tối của ngày thứ ba, ngày mùng 2 tháng 1 năm 2023. Mới đầu năm thôi mà chúng ta đã mở hàng bằng đốt lò, đã mở hàng đầu năm dương lịch ấy, đã mở hàng bằng một vị trí là chủ tịch tỉnh Lâm Đồng. Thế nhưng mà ngày hôm nay thì rất nhiều người cái việc đó ra thì còn rất là băn khoăn về, có thể nói về cái nguồn gốc kit test, và thực sự điều tra vấn đề này khó không thì tôi cho rằng là không hề khó, không hề khó. Thế nhưng mà rất kỳ lạ là bên phía của Bộ Quốc phòng cũng như là bên phía Bộ Công an thì lại có hai cái kết luận nó tương đối khác nhau về ai là người đã sản xuất ra cái, như là ai là người đã tạo ra cái kit test này. Thật sự rất là thú vị. Ngay cả cái việc mà các bác nhìn thấy một người mà đã lĩnh những cái án tù rất là nặng, 25 năm tù, đó chính là Phan Quốc Việt, thì ra tòa anh có những hành động rất kỳ lạ như thả tim này đấy, các bác thấy không? Rất là theo trend nhé, thả tim này và cười nói với cả bị cáo Hồ Anh Sơn. Và thật sự người ta cho rằng là đây là những cái diễn biến tâm lý nó tương đối bất thường trong một cái phiên tòa. Thế nhưng mà cuối cùng chúng ta thấy đây là một vụ án có thể nói là kỳ lạ bậc nhất trong lịch sử. Và có lẽ việc có hai cơ quan điều tra về cái vụ việc này, đặc biệt là cái mấu chốt liên quan tới việc mà ai đã tạo ra cái bộ kit test của Việt Á, thì cho chúng ta thấy rằng là có lẽ còn nhiều cái vấn đề cần giải đáp, và có hay không cái việc có những góc khuất ở trong vụ án này, đúng không? Mong rằng là các bác tích cực ủng hộ bằng cách đăng ký kênh, like video, nhấn nút thông báo. Cảm ơn các bác rất là nhiều. Thì xin thưa với các bác rằng là cơ quan, nghĩa là bình thường thì ví dụ như thế này, là khi mà Phan Quốc Việt và ra tòa thì cơ quan quân đội là xác minh rằng là sau khi được Bộ Khoa học Công nghệ giao cái đề tài, Học viện Quân y và Công ty Việt Á đã độc lập với nhau khi nghiên cứu bộ sinh phẩm PCR, nghĩa là độc lập với nhau khi nghiên cứu việc này. Đây là trên đó, độc lập với nhau khi mà nghiên cứu vụ này đó. Và trong đó thì phía Học viện Quân y thì tham khảo quy trình do WHO công bố rồi tối ưu hóa. Đến ngày 9 tháng 2 2020 thì Học viện mới bước đầu tìm ra cái quy trình để chế tạo bộ sinh phẩm RT-PCR mà sử dụng gen đích là P và E đó. Tới hôm sau thì Hồ Anh Sơn là thượng tá, cựu viện phó viện nghiên cứu y dược quân sự thì vân vân, thì đã chế tạo cái bộ này đó, đã ký biên bản giao quy trình chế tạo bộ sinh phẩm RT-PCR và liên tham RT-PCR do công ty Việt Á để sản xuất. Và biên bản này thì không có nội dung chi tiết về công thức mồi và mẫu giò nên không đủ điều kiện sản xuất, thì cáo trạng của Viện Kiểm sát đã quân sự thể hiện điều nào. Và trước đó 3 ngày đó, thì ngày mùng 7 tháng 2 năm 2020 thì bà Hồ Thị Thanh Thủy đã nghiên cứu xong quy trình thành phần tạo nên bộ kit gồm 11 hóa chất và đặt hàng mua hóa chất để sản xuất kit phát hiện virus SARS-CoV-2 này, tức là corona này. Rất cụ thể có 11 hóa chất. Trong khi đó thì ký biên bản giao quy trình chế tạo bộ sinh phẩm này do mà nội dung chi tiết về công thức và mẫu giò thì không có, do Hồ Anh Sơn đã ký. Và bà Thủy đã nghiên cứu sản phẩm này từ tháng 1 2020 và dựa vào tài liệu công khai trên mạng internet của WHO, CDC Hoa Kỳ đó, và sử dụng gen đích là N để phát hiện virus, N để phát hiện virus. Còn bên Học viện Quân y thì ghi là sử dụng gen đích là P và E. Và đến ngày 21 tháng 2 thì Hồ Anh Sơn và Phan Quốc Việt cho chạy thử hai sản phẩm của Học viện Quân y và Việt Á, và kết quả thì cho thấy là sản phẩm của Việt Á có chất lượng tốt hơn nên được mang đi báo cáo nghiệm thu rồi sử dụng. Có thể nói tức là chúng ta nhìn qua đây chúng ta thấy rằng là bên phía của cơ quan điều tra quốc phòng thì làm rất là chi tiết, và thấy rằng là ở đây có thể để nói rằng là Học viện Quân y thì nghiên cứu theo cái gen đích là P và E, còn bên phía của bà Thanh Thủy thì là nghiên cứu cái gen đích là gen N, gen đích là N. Và đây là chúng ta thấy rằng là chất lượng của bà Thủy thì tốt hơn, còn cơ quan điều tra Bộ Công an thì kết luận là khác vụ này, khác vụ này. Và Phan Quốc Việt thì thường xuyên liên hệ với Hồ Anh Sơn để quản lý đề tài và nghiên cứu đề tài,
Và trên cơ sở kết quả ban đầu về quy trình Học viện Quân y nghiên cứu thì gồm cả quy trình để bao gồm là ba gen là EP và N của virus corona, thì công ty Việt Á tiếp tục phối hợp nghiên cứu phát triển ứng dụng để tối ưu hóa sản phẩm và đã sản xuất là 20.000 test. Kết luận của phía công an thể hiện và từ kết quả sản xuất thử nghiệm thì công ty Việt Á sử dụng mẫu bệnh phẩm của Viện Quân y để tiến hành thử nghiệm thành công test xét nghiệm để các cơ quan chuyên môn thông qua. Và Phan Quốc Việt sau đó thông đồng các bị can đó, vân vân. Thì đây là cái mà đề nghị của bên phía, và đặc biệt rằng là ở đây sản phẩm này theo lý về mặt pháp lý thì sẽ thuộc về bên phía của Quân y, và khi mà làm cái này thì đại diện là bên phía của ông Trung Ngọc Anh đó, vì là bằng tiền nhà nước cho nên là do ông Trung Ngọc Anh là tư cách bộ trưởng thì phải là chủ sở hữu của việc này, đại diện sở hữu việc này, nhưng mà nó để dùng Việt Á dùng cho nên là từ đó bị gây thiệt hại cho nhà nước thì cáo buộc như vậy. Thế thì thật sự để mà nghiên cứu vấn đề này á, thì có ba cái gen là NPE, thì nếu như mà không có cái biên bản nào về cái việc mà có lẽ rằng là tôi nghĩ rằng là họ có đi định làm cả ba cái và phân chia ra là mỗi bên thì làm một gen, ví dụ bên phía của Hồ Anh Sơn thì làm cái gen là gen E và P, còn bên phía của bà Thủy thì làm gen thì N, và nếu tôi nhớ không nhầm thì bên phía N, và nếu tôi nhớ không nhầm thì là bà Thủy hình như là có tên trong danh sách của thành viên, tức là các thành viên nghiên cứu bao gồm có cả 4 người công ty Việt Á nữa. Vậy thì bà Thủy giỏi ghê nhỉ, tôi nói thật. Và tìm ra được thì họ thấy rằng là ừ thì đây là cùng một nhóm và cùng một cộng đồng, ai làm được thì người ấy hưởng đó. Cho nên chúng ta cũng chưa chắc nói rằng là bên phía của bên Bộ Công an hay là bên quân đội sai được ở chỗ này, nhưng ở đây chúng ta thấy rằng là cái góc nhìn quan điểm nó khác nhau. Và đây tôi cho rằng là góc nhìn khi quan điểm nó khác nhau á, thì nhiều khi nội dung tội trạng nó cũng khác nhau. Ví dụ bên kia thì cho rằng là Hồ Thị Thanh Thủy làm cái vụ này, làm cái thế này, còn bên kia cho rằng là về đại diện Học viện Quân y thì về bản chất vụ án nó cũng có một số cái sai lệch nhất định. Thế cho nên ấy, có nhiều cơ quan điều tra thì cũng tốt hơn là có một cơ quan điều tra. Từ đó chúng ta thấy rằng là có những cái quan điểm khác nhau ngay cả trong phía tiến hành tố tụng. Vậy thì cũng không thể bảo là cả hai sai được, cũng chưa chắc là bảo là bên nào đúng được, mà khéo là cả hai cùng đúng nên đó, cả hai cùng đúng nên, nhưng vấn đề là cùng đúng nhưng nhìn ở góc nhìn nào thì mới là cái vấn đề. Còn cá nhân tôi thì cho rằng liên quan đến vụ Việt Á này thì góc nhìn của bên quân đội thì họ chi tiết hơn, họ ghi rõ ràng là bên phía của Hồ Anh Sơn thì ba cái gen là P và E, và đặc biệt là có cái ký biên bản, và họ không ngại ngần. Chúng ta không nói một cái điều là nào, ý nhất là về mặt thái độ không ngại ngần. Bình thường chúng ta nghĩ rằng là Học viện Quân y là thuộc bên quân đội thì ít nhất cũng phải bảo vệ cái bên quân đội một tí, bảo vệ uy tín một tí, tức là cứ cho rằng Học viện Quân y là làm ra cái test này đi, còn Phan Quốc Việt là chiếm đoạt thôi, cấu kết là chiếm đoạt thôi, chứ còn Học viện Quân y vẫn là nơi uy tín để mà nghiên cứu. Thế nhưng mà không, quân đội làm rất cụ thể, Hồ Anh Sơn và những người kia làm ra kit test nó không đạt hiệu quả, chỉ có bên phía của bà Thủy, Hồ Thị Thanh Thủy thì nó mới có hiệu quả. Cho nên về mặt thái độ tôi cho rằng là quân đội làm quyết liệt hơn và không bao che cái việc này, không bao che, không dung túng. À, từ đó tôi lại có cái niềm tin hơn, bởi vì rằng là chỉ có làm mạnh mẽ, chỉ có quét sạch những cái gọi rằng là quét sạch những cái rác rưởi ra khỏi bên quân đội thì lúc đó chúng ta mới mới có thể rằng là đầu tiên là nhận diện được cái rác rưởi, thứ hai là quét sạch ra khỏi thì chúng ta mới xây dựng quân đội vững mạnh được trong từng cái trường hợp. Còn nếu như chỉ để bảo vệ cái uy tín và bất chấp để làm sai thì bản thân nó là cái sai thứ hai. Cho nên ấy, cái vấn đề này thì bên công an là có lẽ cái góc nhìn họ tổng hợp, còn góc nhìn bên quân đội là bên kia chi tiết, và đó cũng là một cái bài học để mà bên Học viện Quân y cũng như là nhiều cơ quan nghiên cứu của Bộ Quốc phòng là phải nhìn vào đó để mà thấy rằng là nâng cao và trau dồi cái đội ngũ, chứ không phải là cứ xin vào rồi nghiên cứu nọ nghiên cứu kia vân vân, để rồi từ đó là đi bán dấu đi tiền đóng dấu cho người khác một cái. Thật sự là tôi có thể nói các bác thế này, trước đây người ta ngại nói chuyện, những thời bộ trưởng trước thì người ta ngại nói chuyện về những vấn đề liên quan của quân đội,
Nhưng đến bây giờ dưới thời của Bộ trưởng Phan Văn Giang thì thật sự quân đội đang rất tích cực để thành lập đội ngũ. Đợt tới chúng ta sẽ nhìn thấy rất nhiều, nghĩa chúng ta về mặt truyền thông chúng ta ít biết hơn về quân sự là một ngạch riêng, kể cả thế giới cũng vậy. Nhưng mà với những gì tôi được biết thì sau người quân chính thì rất nhiều vấn đề được mổ xẻ, và đặc biệt rằng là đốt lò ở ngay trong quân đội là cũng diễn ra quyết liệt và thậm chí còn mạnh mẽ rất nhiều, và đó là một tin tích cực. Và tôi thấy rằng là cái thái độ trong quân đội là nghiêm túc, và thực sự cái kỷ luật của họ là bây giờ cao hơn rất nhiều. Cảm ơn các bác rất nhiều.